nó chạy sẵn ra men xíu hơn rồi hả? Đây này các mấy chữ tàu này rất đẹp quá, không biết chữ thấy bầu trời New York xin chào đại gia đình anh chị em các cháu. Đây giờ cái xe này nó bán đồ ăn cho người ta nè, cái thịt đó, thịt chấm gì Thổ Nhĩ Kỳ gì đó, nó thẻo á. Ông này hồi đó bán ở chỗ này lúc mình còn ở đây đó, bán ở chỗ này bán xe nhỏ thôi, bây giờ con ông già rồi nghĩ rồi cái hình á, rồi giờ con lên làm á bán chỗ này đắt lắm, bây giờ có chiếc xe rồi á, cả nhà xem để dùng gần đó nha, nắng quá. Rồi đó ông bán chiếc xe nhỏ nhỏ thôi à, 20 năm trước đó, mấy năm rồi. Giờ vậy đó, phát triển con làm chiếc xe. Ông già rồi, có cái hình ông đó, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Nam Mỹ. Ok.
chai nước gớt để cho nó rộng hạt thì ổng thích nha. Đây là sân quầy, sân quầy 34 Avenue. À, đây nó gần chút nha. Sân quầy, sân quầy 34 Avenue. Hồi xưa mình ở đây mình đi xe này nè, mới lên xe điện ngầm. Cái ghé thăm mẹ Tư nó không phải lâu quá rồi. Cái mẹ Sáu nó được. Gặp mọi năm rồi với em gái rồi. Đây đây sức quậy mình mới lên này nha. Nè gần nha. Nè chạm sân quay nè, đó, thằng Hiển xích hình lên nó sẽ em sẽ o. Nó chạy ở dưới đường hầm á. Cô này cũng đang kiếm đường hỏi đường này. Nó hỏi đường á. That train, if you take it, take the M or the R to Roosevelt Avenue. Okay, cool. All right. Thank you. Đường. Đây nó bán đồ thì cái tiệm này giờ nó dọn ra ngoài nó che ra về cho ta ngồi mát á, chiều á. Giờ này ta cũng chưa ta đi làm hết rồi, chiều á. Đi làm về á. Quay sơn rộng cho cả nhà xem nha. Bên đó mình định hình mấy hai biết coi chơi hướng nào đi đâu quá không có lợi đây, không có lợi gì này lợi như này đó, đây là chỗ này hồi đó bán quần áo đó, người ta mặc rồi nhá, nó là bạn Sida đó, cái đồ người ta cho nó đó, rất nhiều đó, có vô coi nó chỗ này nó giờ cất lầu lên nè, bán thì chỗ khác hồi đó mấy chỗ này chống hết trơn, bây giờ cất bi đền hết trơn ở đó, chỗ giữ xây ra được taxi màu vàng, còn Uber nữa kia, Uber nữa, cái Uber cũng bị thương anh đó, ví dụ mấy ông tài xế với nhiều phụ nữ nó đã thương đó. Đủ thứ hết, mà cái này nó định xu với tiền không, bên kia nó cũng có xuống quậy đó anh, anh kia có cháu hay bên kia mới xuống quậy, nó quớt ra đi qua đó, ok, đi chia sẻ khoảng này một chút đi ha. Cho anh chị em gắt chết xem. Cái mùa này ăn mặc mát mẻ vậy đó anh chị em gắt chết. Thân đủ ha. Ok, thôi vậy đi, mình là bye nha. Ok, bye. Nhà, đại gia đình anh chị em gắt cháu, xin chào quý vị nha. Cái chỗ này hồi đó mình đợi đây uống tóc á, mười hai mấy năm trước á. Uống 100 đô rồi, thời cái điểm này là hồi đó nó bán uống 60 đi uống 100. Bây giờ đi gọn đi đâu không biết bây giờ. Cái tiệm có cái tiệm người này cũng năm Mỹ hết đâu không biết, đợi mướn bán đồ ăn ở đây nè, nhà đó ta chắc là A đó, tốt á, A là đó, A là tốt đó, thằng gia vậy đó, nhà bán đồ ăn đây nè, những người đây là đợi ăn á, nguyên cái khu này dùng này xe cứu thương đợi. Em cho cháu xem nha. Đó, đây nè. Cái này lại gần nơi đồ ăn của nó nè. Đó, tiệm đó đó. Lại gần nơi tụi bây đồ ăn. Okay. Nó mình ở gần nhà mình đi. Hai. Hai gì? Dạ. Người làm. Đây, nhà. Đó, cho anh bây giờ mình cho nó gần chút cho thấy rõ ha. Đó, rồi ăn gì mà không bổ không mạch sao được. Đó, đây ở đã chạy bộ thấy mồ luôn. Cho mấy chỗ tập gym mấy người á. Ờ, tập rưỡi tám mình có thằng em luôn thấy tập quá trời luôn. Đó, gia đình chắc không có gì đâu ấm thôi, thấy mở mình thôi. Thấy tội nghiệp, đẹp trai lắm rồi đó. Mà làm nail làm móng nếu mà mặt xám hết trơn. Này cũng người nước ngoài đợi mở ra bán cái đồ ăn của họ, đồ gì mà nào cũng bổ hết trơn, nhà ơi nhìn nha. Các bạn gần gần nó nhìn nha, nè nên nó có tên hết trơn mới nói nè.
giống như Việt Nam mình vừa phở chai giò vậy, ví dụ vậy đó nha, phương bị gì đó. Cái này có nói nè, quán Mỹ này Hàn Quốc bây giờ lời dữ lắm á, hàng Hàn Quốc với Nhật cái bên Hàn Quốc bán ra thịt nướng đồ ăn súp rồi đó, lẩu rồi đó, bán được lắm, thằng ba mấy đô ăn, mấy người trẻ trẻ ăn cho mình lớn tuổi ăn bao nhiêu. Ok, bye bye. Có thấy gì vậy chút xíu thì quay cho anh chị em các cháu xem á, như khung cảnh ở đâu gì đó. Thì ở đây 34 mà mình đi mà đây là 38 seat để nha, trời New York nó gần chút nè, này 34 bốn nè, đó 38 seat nãy xanh vậy. Chị em các cháu xem nha, đó ra ngoài thúc thúc. Ok đó. Ok bye nha, ok bye anh chị em và các cháu nha. Lại đây quay cái video của cậu Sáu nữa, cậu mở Sáu nó cái phía này nè, trái nhiều quá đi gần nè, trái cây và trái phía dẹp á, tới mùa nó ra bông đẹp dữ lắm, mà giống như anh đào nè, quá đẹp luôn nha, trái quá trời luôn á nè. Đây có nhà để mà trời như gớt xà, dở cho cả nhà xem nha, nè đi bọc cái cây này không mở ra, cây nó nhắm mở phân rồi vô, cây nó băng đất á, đại cho nó cái gốc của nó bụi. Cái nhà anh chị em cái cáo xem cái phía này của cậu Sáu, coi nằm nhà này nằm bảo gục cổng quát nè, đứng xa xa một chút. Cái phía bự vậy nè, cái quằn hết trơn. Anh chị em các cháu xem nha, cái phít bây giờ họ bán 150 cây rồi đó, nhỏ hơn này. Cây này chắc trồng được 2 năm rồi quá. Đây bạc hà nè, bạc hà cái trồng buổi sáng nó trồng bạc hà rồi trồng dâu găm quế, không có trồng đúng nhà quế nè, cái nhà này không biết gì nữa, cái này bạc hà cái leo leo này, cái này hút qua thì không biết. Ok nè, trái ngắp có chưa nãy nhà trăm nè, trái ngắp có chưa bên đây cái diện nè, cho nó gần chút nó thấy rõ, trái ngắp có chưa nè, thì bữa nay trái nó lớn rồi, nến nhẹn gì nè, trái quặng cái chưa ha. Ok, trên dưới rồi có trái nè, đây ha, này quế nè, đá bự xích. Ok, cảm ơn nhiều nha, thì mình nhìn có chồng kinh giới nè, ăn muốn nhiều á, kinh giới nè, cái gần cái xa nè, cấm cái xa đi, người anh gần kinh giới đánh tổng bát mà kinh giới vậy, cái tô cao nhỏ má bạc hà, cái này là chồng leo leo hôm qua không biết nhìn có người ôm nữa nè. Dâu găm rồi, này hốn là không tốt luôn, quế nè, quế nè, quế nè, này
tốt. Yêu cả nước mà ăn này. Bữa này có gấp cá này nè. Cá của này, mùng tơi. Nè mùng tơi nè, anh chị em có cá là mùng tơi nè. Dạ mùng tơi. Cái này không biết cây này, cây mốt hay là cây tháng này. Lên không biết. Sao có dược nó. Có dược nó. Trong là quế nè, ngoài bự lá bự lắm, ở trong mình vậy đó, nó có bông mà, nhất là rau răm, quế rau răm, quế với nhà mình nấu mình chua thì ngò ôm là quế với ngò gai ba thứ, kinh giới này lâu lắm mình không thấy, cái to cái đầu nhỏ, ok cái ba nha cả nhà, rồi mình vào. Ok, New York xin chào. Đại gia đình anh chị em các cháu. Ngày mới, tư đẹp ngày mới ăn lên. Ok. Thứ hai mình đi nha bác sĩ. Đốt ngang cha ở ảnh tôi ra. Thì mình bước ra lỡ gốc quậy đây. Thấy buổi sáng này cũng 9 giờ rồi. Cũng hơi chưa chưa. Thấy quang cảnh cũng thấy đẹp. Thấy nắng tốt. Bà trời như chớp mới chia sẻ là những hình ảnh cho anh chị em và các cháu đại gia đình xem. Cái vùng ạch đứa này à, vùng này là người Ý, người Hy Lạp. Đây bóp quầy nhà, chị bóp quầy nhà này, đây anh đóng gần nè, anh nhà chị em sáng thấy nè, bóp quầy 34 xíu nè, đó bóp quầy đó, 34 xíu nằm hay không. Đó. Hồi xưa mình ở vùng này nè, mình ở 34-15. Cái này dừng hỏng nữa lúc mà, đó, cũng qua bóp quầy mới qua. Rồi sau này ở vô vợ mua nhà với mấy em vô trong này ở đường 34 này hết 5 năm nữa là 6 năm ở ngoài bất quậy được 5 rồi mới xuống 48 ở 6 năm sau mua nhà qua mắt là đó 12 năm là 24 năm rồi mới giờ xuống dưới đổ nhà xuống dưới coi nhà làm chỗ đen con đó ở thêm ở đây tắm cốt mà tới hơn 5 năm rồi đó. Nhanh hết sức rồi. Đứa bé mới chào đời giờ gần vô mẫu giáo rồi. Người xì này bây giờ bên đây cũng mua xe gắn máy á, cái vùng này là vùng mình em không thấy. Cái họ mua xe gắn máy giống cái Sài Gòn nè, họ đi giao hàng. Ít thấy lắm. Giao Mỹ thì họ chạy xe hơi nhưng mà. Nãy quay mà quay cái cô này bắt mẻ quá. Gái này bắt mẻ quá nè. Rớt xin ngưng nha. Này thì bán ăn rồi. Đây cái quán này nổi tiếng hơn đủ thứ hết trơn. Bán đất. Bây giờ cất lầu. Hồi đó mình đang cho cất lầu. Bây giờ cất lầu rồi là mang khác rồi. Càng ngày càng nở nang đấy. Ok. Hồi đó mình té chỗ này nè, cái góc này là chỗ cái bà đi đó. Trời tiết lại cho mà đi không ấy nó chơi nó bị ngày sau nó trong kiến đâu biết. Thấy lỗ hủng nó bước đi bước qua cái ảnh luôn. Không ngóc lên nổi luôn cái nhà hép 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 nó mới chịu là đỡ nó sợ mình nói mình xô nó té nó đọc chị nó mỹ nó làm hước cũng không được nó sợ làm giả rồi ok vậy đi nhé tiệm này chưa có mở cửa đi quay xung quanh cho anh chị em các cháu xem cho nó vui đây những cái những cái quang cảnh vậy đó mình xả chết chứ không gì điều quan trọng là sức khỏe mới đây cái người kia kìa đang đi sân sẵn gì đó cái bẩn nghe nó bật mà bật một nghe cái vợ mới đỡ hoặc cái vợ đỡ lên giường thấy mắt sao mà đen thui mà như là nó trận trắng lên á đó ngoài đường là cấp cứu cỡ nào luôn. Bánh. Nhắc
trâu gì đó nó mở sáng đêm mà giờ nó ngủ rồi. Giờ này mở chưa? Từ có mở rồi, mở rồi. Đây là tên hiệu của nó nè. Nó ngoài có luôn. Ở nhà xem nha. Đây là đường 33 nó có vậy. Hỏi thì em để dành treo treo lên trước này sắp qua một cây khiến mực lan đó, mình có cây này qua bông khiến mực lan mà ra bông giống như là ngựa mọc sừng à, được quá nha, sắp qua thì được quá. Được dược gì đủ hết trơn, 55 đồng rồi có 30 nè, giá nè đẹp quá, yêu cầu một con 10 đồng, đây nè, qua ly gì đầy đủ hết trơn á, hướng dương 12 đồng, 12 đô la, này có nhỏ cho 7 đô, 10 đô, cái này 10 đô hồng. Quay được đâu cần cái đó. Đây, mình ra gần trước lại đây quý cái này lắm. Cái bán trọng như thế trong nào nhẹ. Giá này mà về mình trọng thì mấy giống rồi có gì đi. Cái này chỉ ho đồ đạp hay ăn. Đang sống nhưng mà mình sắc nhỏ nhỏ mình nấu canh thịt bằm mắt ăn vừa ho hay. Đâu cần cái đó. Ok. Sao tới nữa cho bạn hãy xem nhé. Qua cái là màu tím nè, nhị vàng đấy chứ, nó là đọc không? Quá là đọc và đẹp, đẹp lại đọc đấy chứ. Quá trời đẹp. Mình tưởng bán ở trong đó đang ngồi luôn. Ok. Đẹp tuyệt vời luôn. Rất là hội đang đúng này, nó cũng
Cái này quá đẹp luôn. Này như hồng nhung nữa nè. Hồng nhung. Ok, thôi bye nha cả nhà. Okay, bye. Cảm ơn nhiều. Phía bên kia đi, bên hai tầng. Ok, lộ mình để đi lộ xuống. Ok, nhớ nhớ nha. Đây mình sẽ quay. Xe sắp tới. Đang đợi xe.
CN đi. Nó báo là vài phút nó tới. Từ đông qua tây luôn á, lớn vậy á, nó kế mà bậy sai á. Anh ở nhà xem nha, mình đang ở cái ô đỏ đỏ này, mình nói tình luôn với cái ô này, nguyên cái ô này mình nó học bích á, học bích nha. Bình thường mình ra đâu thao mình nằm chỗ nào, đây nè, đây nè, cờ neo nè, mình ở cờ nợ, thì mình ra đâu thao đây là bích sao thì ở khoảng này nè. Ờ,
đầu ở đây là nhãn mà màu cam đó.